Rồi, anh em, một ngày bình thường của mình nó sẽ như thế nào? Ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn, sạc pin thì có lẽ là sẽ hôm nay sẽ là một buổi trao đổi với cả anh em về cái câu chuyện sạc pin. Đây là một cái trụ, một cái địa điểm chạm sạc nó ngay cạnh cơ quan mình ở khách sạn La Thành Hà Nội. Cơ quan mình thì ở Kim Mã. Ở đây nó có trụ 30 và trụ 11. Thì khi mà nói về câu chuyện xe điện, khi mà nói về cái câu chuyện về xe điện thì anh em luôn luôn nghĩ đến những cái chạm sạc, luôn luôn nghĩ tới những cái trụ sạc siêu nhanh, luôn luôn nói về câu chuyện là làm sao mà có thể sạc pin một cách nhanh nhất để có thể đi được. Và cái mong ước của mọi người là sạc pin nó cũng như đổ xăng, hết một phát vào cắm một cái xong là đi tiếp. Thì thực ra thì cái đấy là cái chuyện nó gần như là không thể. Hiện tại mức pin của mình đang là 41%, thì sẽ phải sạc không trong khoảng bao lâu đấy. Khi mà đi xe điện thì sẽ phải thay đổi hoàn toàn về cái tư duy sử dụng xe. Chúng ta sạc pin bất kể lúc nào mà chúng ta có thể sạc được. Và những cái chạm sạc nhanh nó chỉ có ở bên ngoài khu đô thị thôi. Nó sẽ rất là xa. Ví dụ như ở đây thì là một cái khách sạn thì người ta lắp những cái trụ sạc như thế này. Thế nhưng mà nếu như mà lắp cái trụ sạc nhanh ở đây thì nó cũng rất là vô nghĩa. Nhưng mà kể cả những cái trụ sạc này nó cũng khá là nói như nào nhỉ? Nó cũng khá là không phù hợp với đa số. Ví dụ như là nếu như mà sạc cái trụ 30 km này thì sẽ mất khoảng tầm 2 tiếng cho khoảng 60% pin đối với chiếc VF8. Đối với cả E34 thì nó nhanh hơn, khoảng 1 tiếng là đầy rồi. Thế nhưng mà nếu như mà ở những cái khu chung cư hay là những cái nhà trên phố ấy, thì cái việc mà đỗ xe để sạc nhanh khoảng 2 tiếng thì nó cũng sẽ là một vấn đề rất là lớn. Để anh em dở việc đang sạc thì sẽ phải coi như là dừng để mà xuống để mà tháo cái sạc pin ra chẳng hạn. Mình thì mình nghĩ là VinFast họ nên thử tính theo một cái phương thức khác, đó là cung cấp điện cho người sử dụng xe thôi, chứ không cần phải cung cấp chạm sạc làm gì cả. Anh em để ý là cái xe máy điện VinFast thì họ đang lắp rất là nhiều những cái trụ sạc xe máy điện ở các hầm chung cư. Cái trụ đấy thì rất đơn giản thôi, nó chỉ là một cái ổ cắm, dùng cái app xe máy điện quẹt cái mã QR code thì là sẽ có điện ở trong ổ đó, và chúng ta dùng cái sạc theo xe, chúng ta cắm vào chúng ta sạc xe, sau đấy thì khi mà sạc xong thì tính tiền qua app. Thì ô tô thì có lẽ cũng chỉ như vậy. Anh em thử hình dung là nếu như mà đầu tư những cái trụ 30 kW này, hay là 60, hay là 150, hay là 360 ở trong những khu dân cư hay là chung cư thì sẽ rất là tốn tiền. Đây, một cái trụ như này thì không hề rẻ một tí đâu cả. Và chắc chắn là không thể rải khắp tất cả các nơi, bởi vì là đi kèm một cái này thì nó sẽ phải có cả một cái trạm biến áp nhỏ để mà đảm bảo được cái điện của cả khu vực. Thế thì ví dụ như là cái trụ 11 kW kia, đi sang đây để xem cái trụ 11 kW. Thiết kế và sản xuất bởi VinFast luôn, tức là VinFast họ làm ra cái trụ này. Họ lắp rất là nhiều ở những cái khu đô thị mới như là Smart City hay là Ocean Park. Cái trụ này với E34 thì sẽ mất khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ để sạc đầy. Với VF8 thì mất khoảng tầm 9 đến 10 tiếng đồng hồ để sạc đầy pin. Thì anh em nếu mà anh em hình dung, nếu mà chúng ta ở những cái khu đấy có những cái trụ sạc này, khoảng tầm 6 giờ tối mình đi làm về nhà, mình cắm sạc pin. Sau đấy thì với E34 thì đến khoảng 10 giờ đêm là nó đầy rồi. Hay là với VF8 thì chắc là đến khoảng tầm 2 giờ sáng là nó đầy. Thì nếu như mà chúng ta không rút súng ra, chúng ta sẽ bị phạt. Chẳng ai mà nửa đêm lại đi xuống nhà xe, sau đấy rút súng sạc ra để cho không bị phạt cả. Nó rất là bất tiện. Thế thì tại sao không lắp những cái ổ cắm điện thôi, như là đối với xe máy điện ý. Sau đó chúng ta tự dùng cái sạc theo xe, chúng ta cắm vào, chúng ta sạc, muốn sạc lúc nào thì sạc. Và cái đấy thì nó mỗi một ngày đi làm về thì thực ra chỉ cần đủ pin để có thể là đi tiếp theo trong ngày thôi. Và nếu cần gấp quá thì lại phi ra một cái trụ sạc nhanh ở đâu đó để sạc đầy pin lên và đi tiếp. Thì như thế thì nó sẽ hay hơn và đỡ tốn kém hơn trong cái câu chuyện đầu tư. Cũng như là ở các hầm chung cư bây giờ biểu tình kinh lắm. Đấy, ví dụ như cái bây giờ cái xe này. Bây giờ xe mình sạc bằng trụ 30 kW cho 60% pin thì sẽ mất
khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ buổi sáng mình đến cơ quan bây giờ là 9 giờ thì mình phải vào cơ quan làm việc rồi. Thì thôi đi vào cơ quan làm việc thôi. Có cái này thì quá dễ dàng trong việc di chuyển luôn. Cốp xe nó rộng quá mà càng rộng thì càng bừa. Cái này mình có thể thay đổi được cái vị trí của cốp để cho nó cao hơn được. Đấy anh em xem. À, mình mới mua cái thảm này của bên Vietmap. Thảm của Vietmap nhá. Nó khá là ok. Và cái màu này thì đỡ hơn cái màu đen ngày xưa mình dùng. 2 tiếng nữa pin nó mới đầy thì chúng ta quay về cơ quan để chúng ta làm việc xong rồi quay lại sau. Giới thiệu với anh em, đây là một cái xe đạp trợ lực điện. Cái xe này nó là của Trung Quốc thôi chứ cũng không phải là cái gì nó quá xịn cả. Thì nó là trợ lực điện và nó có một viên pin ở đây có thể sạc được. Viên pin này là 36V và 10Ah. Nó gấp gọn được và sạc được. Và cái này nó khá là nhẹ, nó chỉ nặng có 17 cân thôi. Có thể nâng lên rất là dễ dàng. Đó. Đóng ra mở vào dễ dàng. Và khi đóng vào thì có thể để trong cốp để sử dụng. Thực sự cái xe này mình dùng rất là nhiều. Trước đây khi mà mình chạy con E34 thì mình có một cái xe cân bằng. Cái xe đấy thì nó thật là đi cũng được, nhưng mà nhìn nó hơi quái dị, nhìn nó hơi trẻ trâu, nhưng mà đi kéo cái xe này ngon hơn. Cái xe này nó khá là hay. Khi mà cần thì vặn ga là nó đi. Nhưng mà thực tế ra thì nếu mà thích đạp cho nó vui thì nó cũng là một cái xe trợ lực. Đây ở trên này nó có 3 cái mức trợ lực. Ở mức 1 thì tốc độ tối đa có thể đạp lên được khoảng 15 km/h. Mức 2 là 20 và mức 3 là mức 25 km/h là mức tối đa của cái xe này. Ok anh em chỉ cần đạp 2 vòng thôi là nó vọt đi rồi. Đấy. Hay uống cà phê ở cái chỗ này thì để xe rất là thoải mái, nhưng mà từ bây giờ trở đi thì không để xe nữa rồi. Đây là đi xe điện có cái lợi là cắm vào trong trạm sạc thoải mái luôn, không bao giờ phải lo. Khi mà để ở cái chế độ mức 3 25 km/h ấy, thì gần như là mình được quay dẻo luôn. Thế nhưng mà anh em đạp xe thì sẽ biết cái khái niệm của sự quay dẻo nó như nào. Quay dẻo này còn mệt hơn là đạp mạnh và rất là tốt cho sức khỏe thực sự. Ở cái đường này thì khi bình thường mình về cơ quan thì mình sẽ, nếu đi ô tô thì phải đi một vòng rất là xa thì khi mã một chiều, nhưng mà đi xe đạp thì khác. Đây là căn nhà ma huyền thoại, nhà ma ấy. Anh em có thể thấy cơ quan mình nó oách như thế nào không? Mênh mông luôn. Này để mà đi bộ từ bên kia về đến đây thì cũng không phải là xa, với một người chạy bộ như mình thì nó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà có cái xe đạp thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều.
Xong đi lên phòng làm việc thôi. 2 hours later. Rồi, bây giờ đang là 11:22 thì khả năng là pin cũng đầy rồi. Nào. Đó, mức pin hiện tại đang là 99%. Như vậy là sau 2 tiếng thì xe đã đầy pin từ cái mức 40% lên. Rồi, ngừng sạc. Có nhiều bạn thắc mắc là cái việc là sạc pin này thì trả tiền như nào thì ok. Lên đây mình sẽ biểu diễn quả trả tiền sạc pin cho anh em xem. Xe thì tất cả những cái hoạt động liên kết với cả VinFast thì sẽ qua một cái ứng dụng. Ứng dụng này là ứng dụng của VinFast, thì có thể quan sát được vị trí đỗ xe này. Hiện tại thì mình đang đỗ ở ở đây, đang ngồi trên xe luôn, thì nó như thế này. Đấy. Chỉ đường thì có thể chỉ đường làm sao mà để đi ra chỗ lấy xe. Trên này thì nó có rất là nhiều thông tin, ví dụ như đây là áp suất lốp này. Đấy, áp suất lốp các thứ. Thì ở trên này thì mình để KPA, nhưng ở trên này nó là PSI thì cái này thì thay đổi được thôi. Và mỗi lần mà sạc pin thì sạc xong một phát, rút súng ra khỏi ổ sạc một phát thì nó sẽ báo luôn đến điện thoại là phải thanh toán hóa đơn. Đấy, đây là người có thể nhìn đây, mình đang có một loạt hóa đơn mình chưa thanh toán này, 6.077.000, và cái lượt sạc vừa rồi 60% pin thì nó mất khoảng 166.000. Đấy, nó sẽ nêu chi tiết hết tất cả này. Đây mọi người có thể nhìn này, 27 tháng 9 năm 2022, thời gian sạc là từ 9:03 đến 11:13, tức là mất 2 tiếng 10 phút cho 53,43 kWh, nhân tiền ra là 166.563 đồng. Đó, 166.000 này thì có thể giúp cho mình đi được cỡ khoảng 250 km. Người cứ nhân chia ra tiền xăng thì sẽ biết. Thanh toán thì thanh toán bình thường thôi. Đó, dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Ok, thanh toán ngay, dùng Face ID. Nó sẽ nhảy qua cái cổng thanh toán của ngân hàng mà mình đăng ký thẻ thôi. Rất là đơn giản. Đấy. Cái mức cái thời hạn thanh toán này thì mình được thanh toán chậm trong vòng khoảng 15 ngày. Sau 15 ngày nếu như mình chưa thanh toán tiền sạc pin thì sẽ không sạc được pin. Chỉ có thể là mang về nhà cắm điện rồi thôi, chứ không để sạc ở ngoài trụ này được. 865651. Ok. 865651. Đó. Xong rồi. Đã thanh toán thành công thì vẫn còn một đống những cái này nữa thì mình có thể ấn thanh toán tất cả. Nhưng mà mình thích nợ kệ mình, đúng không? Còn cái tiền thuê pin thì nó sẽ tính vào cuối tháng. Hiện tại mình đang dùng cái đây, nếu anh em muốn xem tiền thuê pin thì có thể là vào phần pin và sạc. Nó sẽ có cái phần thuê pin. Tháng 9 thì mình dùng cái mức mức cố định, dùng cái gói cố định là đâu khoảng 2,1 triệu ấy, tức là không tính số km đi thoải mái. Thì trước đây thì người ta cho đổi các gói linh hoạt với cố định thoải mái, thế nhưng mà bây giờ muốn đổi thì sẽ phải chịu phí. Đây, ví dụ như là gói linh hoạt của cái xe này là 990.000 thì được đi 500 km, mà cứ vượt 500 km thì là mất 1.980 đồng một km. Thế còn gói cố định là 2.189.000 thì đi thoải mái.
Nhưng muốn đổi gói thì sẽ mất khoảng 4,2 triệu để là gọi là phí đổi gói. Nhưng mà chắc là chả ai đổi đâu, bởi vì là phí đi nó đắt quá. Vậy thôi. Nhìn chung là anh em mua một cái xe điện và mua thêm một cái xe đạp nữa. Cái xe đạp kia nó giá đâu khoảng tầm 17-18 triệu gì đấy. Nếu mà sạc đầy pin thì có thể đi được khoảng 35 km mà hoàn toàn bằng điện. Hoặc là nếu mà dùng chế độ mà trợ lực đạp, trợ lực điện ấy, thì có thể đi được khoảng tầm 80 km mới phải sạc một lần. 80 km thì mình đi cả tháng mới hết được ấy. Đi thì có thể là cứ từ điểm sạc pin về cơ quan làm việc, hoặc là sạc pin sau đó đi lang thang loanh quanh đâu đấy, hoặc là đi chơi thì vác xe đạp ra đi. Nhưng mà rất là hạn hữu, phần lớn chỉ là phục vụ cho việc sạc pin này thôi. Mình đi xe đạp từ nhà ra bãi xe, cất xe lên, sau đó lấy xe đi và đến tối về mình lấy xe ra mình đạp về. Hết pin thì đạp cũng được cho nó khỏe. Mùa hè thì nếu mà đạp xe không thì nó sẽ nóng bức, mồ hôi mồ kê ra hôi rình lên thì làm việc nó khó. Nhưng còn mùa đông thì mình nghĩ là mình chỉ đạp cho nó ấm người lên cho thoải mái thôi. Vậy thôi, một cái clip ngắn để chia sẻ với anh em về cái ý kiến của mình về việc phát triển những cái trạm sạc của VinFast ở chung cư, cũng như là cái để chia sẻ cho anh em hiểu là cái việc đóng tiền, trả tiền thuê pin với trả tiền sạc pin nó như thế nào. Rất là nhiều người cứ nhìn thấy cái ông cứ cắm sạc vào xong đi về rồi không trả tiền. Thì không có đâu, cái gì cũng tiền hết đấy. Và cái mức cái giá sạc pin ở đây thì nó 1 kW nó sẽ bằng điện bậc 5 theo cái mức điện thương mại, điện dịch vụ bán điện của nhà nước ấy. Điện bậc 5 mà đâu khoảng hơn 3.000 1 kW. Rồi, thế thôi nhá, bye bye anh em.